Phát hiện mới, cứ uống nước chanh kiểu này, bổ hơn nhân sâm, bệnh tật tiêu tan, sạch gan sạch ruột, cả đời không lo bệnh tật ghé thăm. Quý cô bác thân mến, quả chanh được mệnh danh là quả trường thọ, nó chứa nhiều tinh chất vô cùng kinh ngạc, nó cũng là những yếu tố quan trọng trong nền ẩm thực mà vì nó có tác dụng chữa bệnh và đặc biệt là bệnh tuổi già. Thay vì phải chi ra hàng tỷ đô la để nghiên cứu ra những loại thuốc bổ đắt tiền thì nhiều nhà khoa học cũng đã dùng cả quãng đời của mình để chứng minh rằng quả chanh nhỏ bé với giá thành vô cùng rẻ, chứa nhiều hoạt chất giúp tăng cường chức năng của gan, thận, bài trừ độc tố ra khỏi cơ thể. Vậy thì không có lý do gì mà cô bác lại bỏ qua loại quả vừa rẻ vừa quý gấp vạn lần nhân sâm này, có phải không ạ? Vì một ngày mai không bệnh tật, hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về công dụng tuyệt vời của quả chanh ngay trong chương trình ngày hôm nay nhé. Phát hiện mới, cứ uống nước chanh kiểu này, bổ hơn nhân sâm, bệnh tật tiêu tan, sạch gan sạch ruột, cả đời không lo bệnh tật ghé thăm. 1. Phòng chống bệnh tật tuổi già. Một nhân vật nổi tiếng từ thời Trung cổ, bà Tống Mỹ Linh là vợ của Tưởng Giới Thạch, từng được báo chí Mỹ bình chọn là một trong 10 phụ nữ đẹp nhất thế giới. Bà gặp phải vấn đề về sức khỏe, đó chính là căn bệnh ung thư. May sao bà được một danh y tài ba mách cho phương pháp chữa bệnh bằng chanh, nên bà dễ dàng vượt qua được căn bệnh để sống thọ đến 106 tuổi. Trái với suy nghĩ chung của nhiều người rằng chanh có tính axit thì nước chanh cũng sẽ làm tăng axit trong cơ thể. Thực tế là trong axit trong chanh khi đi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa và loại bỏ tính axit, chỉ còn lưu lại các ion kali, canxi, khiến loại nước này được gọi là thực phẩm tính kiềm. Rất nhiều nghiên cứu ngày nay đã và đang xác nhận chanh là một trong những loại trái cây tốt nhất cho dồi dào vitamin, các chất chống oxy hóa, chống ung thư. Không chỉ thế, do chanh thường pha chung với mật ong và nước ấm nên càng được tăng hiệu quả thải độc, cải thiện tiêu hóa, thanh lọc đường ruột, giảm nguy cơ bị hấp thụ ngựa độc tố từ thức ăn đọng lại trong ruột và làm hại sức khỏe. Vậy nên các chuyên gia đều khuyên chúng ta nên sử dụng khoảng 75-100g chanh tươi mỗi ngày để phát huy tối đa công dụng của nó, cô bác nhé. 2. Điều hòa huyết áp. Như cô bác đã biết, chanh là loại trái cây thuộc họ cam quýt, phổ biến và rất quen thuộc với chúng ta. Các chất chống oxy hóa điển hình như vitamin C có trong chanh có thể giúp trung hòa những tác hại của gốc từ sơ. Điều này có thể giúp hạ cholesterol, hạ huyết áp, cải thiện sức khỏe tim mạch. Hơn nữa, chanh rất giàu kali, có thể hạ huyết áp bằng cách làm giảm tác động của natri. Ngoài ra, uống nước chanh kết hợp với đi bộ thường xuyên có tác dụng tốt, góp phần hạ huyết áp tầm thù. Vậy nên, cô bác hãy uống một cốc nước ấm và một chút nước cốt chanh vào buổi sáng để có hiệu quả tốt nhất của bác nhé. 3. Trị táo bón hiệu quả. Thứ ba, nước chanh tươi giúp trị táo bón hiệu quả ở người lớn tuổi. Có thể nhiều cô bác đã biết, vì nước chanh vốn nổi tiếng là cung cấp nhiều vitamin C, giúp tăng cường đề kháng cho cơ thể và làm đẹp da. Tuy nhiên, rất ít người biết rằng đây là một phương thuốc thần kỳ cho chứng táo bón. Thành phần axit citric có trong chanh sẽ giúp tiêu hóa thức ăn dễ dàng hơn, đồng thời làm sạch chất cặn bã và đào thải độc thức ăn trong đường ruột. Theo kinh nghiệm của dân gian, cô bác có thể dùng nước chanh chữa táo bón như sau. Lấy một thìa nước cốt chanh tươi, pha chung với 200ml nước ấm và vài hạt muối ăn. Uống hỗn hợp này vào buổi sáng mỗi ngày trước khi ăn khoảng 30 phút sẽ giúp thông tiện hiệu quả. Hoặc cách thứ hai, pha mật ong với chanh, pha nước ấm, cần từ 2 đến 3 thìa cà phê, khoảng 10ml đến 15ml mật ong, 1 thìa cà phê nước cốt chanh và 1 đến 2 lát chanh mỏng, có luôn vỏ chanh thì càng tốt. Và một cốc nước ấm khoảng 150ml với nhiệt độ từ 45 đến 50 độ C rồi khuấy đều lên và uống. Cô bác có thể sử dụng mật ong, chanh pha với nước ấm trong bữa ăn sáng, ăn trưa và tối 30 phút để đạt hiệu quả tốt nhất nhé. 4. Chống trầm cảm và căng thẳng. Khi cơ thể của cô bác quá mệt mỏi, lúc này là do hàm lượng kali đang bị suy giảm dẫn đến các bệnh trầm cảm, cảm xúc lo âu hay quên và mất tập trung. Khi này, cô bác hãy uống ngay một ly nước chanh sẽ giúp bổ sung hàm lượng kali dồi dào cho cơ thể, đồng thời cung cấp vitamin C và tiếp thêm nguồn năng lượng, khiến trí não không bị ức chế để cơ thể được thư giãn, đầu óc thoải mái và tinh thần tỉnh táo, phấn chấn trở lại. 5. Giúp phục hồi sức khỏe. Vì cơ thể con người chủ yếu là nước, nên ta cần duy trì lượng nước cần thiết để cơ quan nội tạng có đủ nước, giúp bài trừ độc tố, cải thiện các chức năng quan trọng vào ban đêm.
trong khi có nhiều cô bác không có thói quen uống đủ nước hoặc rất lười uống nước. Vậy thì cơ thể lúc này sẽ bị thiếu nước trầm trọng, ảnh hưởng lớn đến quá trình chuyển hóa năng lượng. Thêm nữa, sau một ngày dài với bao nhiêu áp lực và căng thẳng của cuộc sống sẽ khiến cô bác mệt mỏi và stress, gần như đã rút cạn mất toàn bộ năng lượng trong cơ thể chúng ta để lấy lại sức lực cùng với tinh thần. Cô bác hãy uống một cốc nước chanh ấm để giải tỏa căng thẳng và phục hồi lại sức khỏe. Nước ấm cộng với vitamin có trong chanh tươi sẽ giúp cô bác nạp lại năng lượng cần thiết và bù lại những năng lượng đã mất trong ngày. 6. Cải thiện giấc ngủ. Thứ 6, nước chanh tươi giúp cải thiện giấc ngủ hiệu quả. Nếu cô bác thường xuyên có một giấc ngủ không ngon, thường xuyên tỉnh dậy giữa đêm, thì hãy thử uống một cốc nước chanh nóng trước khi đi ngủ. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, nước chanh ấm có thể cân bằng các vitamin và các khoáng chất trong cơ thể, đồng thời tăng mức năng lượng, từ đó giúp cơ thể được thư giãn. Cô bác sẽ có một giấc ngủ sâu hơn và ngon hơn. 7. Thải độc gan hiệu quả. Chanh là loại quả rất quen thuộc trong cuộc sống của chúng ta và các tác dụng tuyệt vời của quả này cũng được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, không phải cô bác nào cũng hiểu. Chanh rất lợi tiểu, uống nước chanh khiến cô bác đi tiểu nhiều hơn. Nhờ thế, độc tố cũng theo đường bài tiết này ra ngoài. Vì thế, nước chanh tươi được coi là có khả năng thải độc cơ thể rất tốt. Nước chanh giải độc gan bằng cách làm sạch gan và tăng cường hoạt động của gan thông qua tăng quá trình sản xuất ra một axit mật, một loại axit cần thiết cho sự tiêu hóa. Nước chanh cũng giúp kiểm soát lượng mật dư thừa, giảm lượng đờm sản sinh trong cơ thể và giúp hòa tan sỏi mật. Nước chanh kích thích gan sản xuất ra mật gan để đẩy độc tố ra ngoài. Uống nước chanh mỗi ngày một lần là sự lựa chọn phù hợp và hiệu quả. Ngoài ra, nước chanh cũng ngăn ngừa tích tụ sỏi thận, thúc đẩy các chức năng gan và cơ quan tiêu hóa. Mỗi sáng, cô bác uống một cốc nước chanh sẽ khiến cho mọi chất cặn bã tồn tại trong cơ thể suốt một đêm dài được thải hết ra ngoài. Chất citric acid trong chanh có hiệu quả chống lại vi khuẩn đường ruột, vi khuẩn Salmonella, vi khuẩn xuất huyết đường ruột, có thể giảm thiểu việc sản sinh ra acid lactic khi cơ thể mệt mỏi. Vậy nên, cô bác hãy bổ sung thêm một cốc nước chanh mỗi ngày vì nó chẳng tốn là bao tiền mà công dụng của nó đem lại thì tuyệt vời hơn cả sự mong đợi, phải không nào cô bác? Cô bác đã bao giờ đặt câu hỏi rằng ăn chanh có thực sự tốt như những gì sức khỏe vàng nói không ạ? Bên cạnh công dụng tuyệt vời của quả chanh đông đá thì cô bác dùng chanh thường hay vắt chanh bỏ vỏ và hạt có phải không ạ? Tuy nhiên, chúng ta lại không hề biết rằng vỏ và hạt chanh mới là những vị thuốc quý trời ban giúp chữa hàng tá bệnh mà chưa một ai nói cho cô bác biết. 1. Chữa cảm cúm, nhức đầu. Đầu tiên phải kể đến chính là công dụng của vỏ chanh trong y học. Công dụng đầu tiên đó là vỏ chanh chữa cảm cúm, nhức đầu ở người lớn tuổi rất hữu hiệu. Cùng với thời tiết đang chuyển đông như hiện nay thì chứng cảm cúm cũng không tha cho những ai có sức đề kháng yếu, nhất là người già và trẻ nhỏ. Vậy nên, giữ cho cơ thể được khỏe mạnh, đó là cách tốt nhất để tránh những chứng bệnh nói trên tìm đến. Tuy nhiên, nếu chẳng may cô bác nào bị cảm cúm, cứ áp dụng theo phương pháp sau đây, đảm bảo cơ thể rất nhanh hồi phục đấy ạ. Đầu tiên, của bác đun nước sôi bao gồm các nguyên liệu lá chanh, vỏ chanh, lá bưởi, lá chè, cúc cần, hương nhu, mỗi thứ 50g, bạc hà 20g, xả 2 củ, tỏi 3 nhánh, đun nổi nước cho tới khi sôi, mùi thơm ngào ngạt, rồi xông người sao cho nhiều mồ hôi, giải cảm, đảm bảo những chứng bệnh, cúm, hò, từ đó mà biến mất luôn. 2. Chữa hò. Công dụng tiếp theo mà vỏ chanh mang lại chính là chữa bệnh hò vô cùng hiệu quả vào thời tiết đang chuyển mùa như hiện nay, rất dễ để cho những cơn hò tìm đến, nhất là với những cô bác nào lớn tuổi, sức đề kháng yếu lại càng dễ bị ho hắng nhiều hơn. Mà cứ mỗi lần ho lại phải uống thuốc tây thì đúng là hại sức khỏe vô cùng. Cho nên tôi mách cô bác dùng vỏ chanh theo mẹo này, đảm bảo cơn ho sẽ giảm tức thì cho mà xem. Bằng cách cô bác lấy rễ và vỏ cây chanh 10g, vỏ rễ hoặc tầm gửi, cây dâu 10g là chắc. Bả 8g thái nhỏ, xào vàng sắc với 200ml nước rồi đun sôi để cạn tới khi còn 50ml, sử dụng uống luôn trong ngày. Cách 2 là chuẩn bị vỏ chanh 12g, lá chua, me đất, hoa vàng 10g, lá hẹ, xương sông 8g, hạt mướp đắng 5g, phèn chua 2g, 1-2 thìa đường sắc lấy nước uống. Chỉ sau 1-2 bát nước sắc, cơn hò sẽ biến mất nhanh chóng mà chẳng cần phải tốn một viên thuốc nào đâu. 3. Chữa đau răng, sâu răng. Bên cạnh những công dụng chữa bệnh thì vỏ chanh còn giúp chữa đau răng, sâu răng rất tốt.
Ôi, nói đến đau răng với sâu răng thì cứ phải là hỏi mẹ tôi. Trước khi biết đến công dụng của vỏ chanh thì một tháng phải có đến 15 ngày. Mẹ tôi bị những chiếc răng sâu hành hạ, không thể ăn uống gì được. Mẹ từng đi nha sĩ, uống thuốc rồi cũng không ăn thua. Thế mà nghe một bà trong làng mách dùng vỏ chanh theo cách sau đây mà kể từ hôm dùng đến giờ chẳng còn những cơn đau răng nào tìm đến mẹ tôi nữa. Cho nên cô bác nào đang bị giống mẹ tôi, hãy áp dụng ngay bài thuốc đơn giản này xem sao. Cô bác đun nước vỏ chanh chữa đau răng bằng cách điều chế 12g vỏ chanh tươi, rễ cây cả dại 10g, vỏ cây lai 10g, vỏ cây tràm 10g, sắc lấy dung dịch cô đặc. Mỗi lần ngậm một ngụm trong vòng 5 đến 10 phút rồi nhổ bỏ. Đảm bảo chỉ trong 2 đến 3 ngày thôi, cô bác đau răng đến mấy cũng sẽ khỏi bay. 4. Làm sạch và khử mùi. Và đối với công dụng của cuộc sống thì vỏ chanh còn có tác dụng làm sạch hoặc khử mùi vô cùng hiệu quả nữa đấy. Đầu tiên cô bác có thể ngâm vỏ chanh trong giấm trắng trong vài ngày rồi dùng dung dịch này để làm sạch các bề mặt như bàn bếp rất dễ dàng, nhanh chóng lại tiết kiệm chi phí tối đa. Thứ hai, cô bác có thể đặt vỏ chanh trong tủ lạnh hoặc dưới đáy thùng rác để khử mùi hôi. Đừng coi thường vì vỏ chanh khử mùi hôi đôi khi còn tốt hơn cả dung dịch khử mùi chuyên dụng nữa đấy. Thứ ba, dùng muối và vỏ chanh trà sát sẽ giúp làm sạch những nơi như bàn bếp, kệ inox, vỏ inox rất dễ dàng và nhanh chóng mà lại chẳng mất chút sức lực nào. Phần 2, thưa cô bác thân mến, về việc ăn gì luôn là một trong những câu hỏi khó về mỗi chúng ta. Việc muốn biết mình thích ăn gì đã khó rồi, nhưng việc phải nghĩ ăn làm sao cho khỏe thì lại càng khó hơn. Các chuyên gia cho rằng chính những sai lầm khi chế biến thực phẩm và khi dùng thực phẩm khiến lượng muối vào cơ thể quá nhiều, tích tụ lâu dần dẫn đến việc ảnh hưởng đến sức khỏe, điển hình là mắc căn bệnh không lây nhiễm. Vì vậy, muốn sống khỏe, giảm bệnh, tăng tuổi thọ thì cô bác cần nhớ. 1. Về già cần hạn chế tối đa việc ăn đồ muối ướp. Không chỉ hiện nay mà ngày xưa, người Việt có thói quen ăn các loại rau củ quả muối. Ngoài ra, nhiều người còn bảo quản thực phẩm như thịt trâu, bò, lợn bằng cách ướp muối. Việc sử dụng các đồ muối nhiều không chỉ làm tăng lượng muối mà nó còn thúc đẩy mắc các căn bệnh ung thư, nhất là ung thư đường tiêu hóa. Bộ Y tế khuyến cáo mỗi người dân không ăn quá 5g muối trên một ngày. 2. Một nửa lượng muối khi cho vào chế biến thức ăn cho gia đình. Hạn chế sử dụng các gia vị mặn trên bàn ăn. Nếu có sử dụng, nên pha loãng các gia vị mặn và chấm nhẹ tay. Nên sử dụng muối theo phương châm: cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngày đổ mặn. Có thể giảm lượng muối, gia vị mặn chứa nhiều muối được nêm nếm vào trong món ăn bằng cách chế biến món ăn với các loại gia vị khác để làm tăng cảm giác ngon miệng, bù giảm vị mặn do hạn chế muối. Thay vì muối, có thể sử dụng các loại thảo mộc và gia vị để thêm hương vị. Chanh mang lại vị chua có thể dùng để làm giảm vị mặn của món ăn. Cố gắng giảm dần số lượng gia vị mặn trong chế biến vì vị giác sẽ thích ứng khá mạnh theo thời gian trong từ 1 đến 2 tuần. Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân cần cân nhắc và hạn chế sử dụng các sản phẩm có nhiều muối như rau củ muối, mì ăn liền, thịt xông khói, thịt nguội, xúc xích. Cùng với đó, nên tăng cường ăn các món luộc thay cho các món kho, rim hay rang. Đối với trẻ nhỏ, cha mẹ nên dành cho thói quen giảm ăn muối ngay từ nhỏ. Còn với người có thói quen ăn nhiều muối, nên thực hiện các khuyến cáo giảm muối trong các bữa ăn hàng ngày để dần có chế độ ăn lành mạnh. Mỗi hành động nhỏ như giảm muối, tạo thói quen sẽ giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm nguy hiểm. 3. Đừng sửa ướp thực phẩm bằng muối trước khi nấu. Với cá, gà, vịt và một số loại thịt, rất nhiều người thường sửa hoặc sát khuẩn ngoài da với mục đích làm thực phẩm sạch hơn. Điều này sẽ khiến cho một lượng muối nhất định ngấm vào thực phẩm nhưng mọi người không hề hay biết. Khi chế biến, mọi người dùng lại tiếp tục nêm muối vào thực phẩm. Lúc ăn, sử dụng thêm nước chấm. Như vậy, rất nhiều lần, thực phẩm ngấm muối và nơi hứng chịu cuối cùng chính là cơ thể con người. Thay vào đó, muốn rửa sạch thịt, cá tanh, hãy dùng chanh tươi thay giấm trắng sẽ an toàn hơn cho sức khỏe của chúng ta, cô bác nhé. Quý cô bác thân mến, sau chương trình hôm nay, không biết cô bác đã nắm được những cách uống chanh để giải quyết vấn đề sức khỏe chưa? Nếu chưa thì hãy xem lại video một lần nữa nhé. Cảm ơn cô bác đã luôn chú ý theo dõi, lắng nghe, đồng hành cùng với chương trình. Hẹn gặp lại cô bác ở những chương trình lần sau.